Theo số liệu thống kê chưa đầy đủ của ngành nông nghiệp tỉnh Sóc Trăng, đến nay thiệt hại nông nghiệp toàn tỉnh đã hơn 100 tỷ đồng. Những thiệt hại này đang gây ảnh hưởng nặng nề đến đời sống của người dân, đặc biệt là đối với đồng bào dân tộc Khmer, vốn có đời sống khó khăn, sống phụ thuộc vào nông nghiệp. Gần một tháng qua, hàng ngàn người dân tộc Khmer tại Sóc Trăng, đa phần là thanh niên, đã bỏ quê lên thành phố để tìm kế sinh nhai. Những lon gạo cuối cùng của gia đình bà Ngô Thị Nhuông, ấp Hội Trung, thị trấn Lịch Hội Thượng, huyện Trần Đề, tỉnh Sóc Trăng. Để tránh cái đói, hai người con của bà đã bỏ quê lên Bình Dương gần một tháng nay, để lại cho bà hai đứa con nhỏ và khoản nợ phân thuốc không có khả năng chi trả. Ba công ruộng lúa của bà đã mất trắng vì hạn mặn. Gia đình bà Nhuông thuộc diện hộ nghèo của xã nay càng trở nên khó khăn hơn. Một bảy con mà bảy con mà piền nhà cô này ấy đúng tiếc. Đón cái tới ở môi phỏ nó cái khả năng tập hạp chứng. Lâu cái ta xin nuôi Bình Dương hỏi. Cũng chung hoàn cảnh với bà Nhuông, từ ngày hạn mặn kéo đến, hai bà cháu bà Lâm Thị Lan phải sống nhờ sự giúp đỡ của hàng xóm. Năm nay do hạn mặn, bốn công ruộng của gia đình bà chỉ thu hoạch được 7 bao lúa, nhưng 6 bao cũng đã bán để trả nợ phần thuốc. Con trai và con dâu của bà đã lên thành phố Hồ Chí Minh hơn tháng nay. Bà Lan đang trông chờ tiền con gửi về, vì gạo giờ cũng sắp hết. 7 bao đó bán hết, 6 bao rồi còn bao xay lúa cho tôi ăn, xay gạo đó. Để tôi ăn hết bao này không biết sao nữa. Chưa gửi tiền lợi nữa. Dạ được bao cho tôi ăn đó. Hai bà cháu đó. Ấp Hội Trung giờ hiếm thấy bóng thanh niên. Các gia đình phần lớn chỉ còn người già và con trẻ. Thậm chí có những ngôi nhà đóng cửa. Các gia đình đã bỏ lên thành phố. Mà ở đây thì hồi trước thì làm ruộng được, nhà có nước ngọt. Bây giờ thì nước mặn vô thì làm ruộng không được, làm gãy cũng không được. Thành ra mà đi Bình Dương thì nhiều, cỡ 100 hộ hay hơn 100 hộ có. Đi nguyên gia đình luôn á, chỉ có mấy người già ở nhà không à. Theo chính quyền địa phương, bà con Khmer trước đây rất ít người bỏ quê lên thành phố tìm việc làm, vì họ vốn quen với công việc đồng áng. Nhưng trước thiệt hại quá lớn do hạn mặn gây ra, buộc người dân phải rời quê tìm nguồn sống. Những ngày này, Tết Chon Thơ Năm Thơ Mây, cái Tết lớn nhất trong năm của người dân tộc Khmer đã cận kề. Nhưng chắc chắn, nhiều người dân tộc Khmer tại đây sẽ vắng nhà. Trước dự báo của cơ quan khí tượng về tình hình nắng nóng và khô hạn sẽ còn tiếp diễn gay gắt trong tháng 4 và tháng 5. Ngày hôm nay, Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai đã có công điện gửi các tỉnh Nam Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ thực hiện ngay các giải pháp để đảm bảo đủ nước sinh hoạt cho người dân. Theo đó, các địa phương cần rà soát thống kê các hộ thiếu nước sinh hoạt, đặc biệt là ở tại khu vực vùng sâu vùng xa, vùng biên giới hải đảo, các hộ nghèo, gia đình chính sách để có kế hoạch hỗ trợ nước. Đồng thời xây dựng phương án phòng chống ứng phó với khô hạn, thiếu nước kéo dài, huy động các lực lượng trên địa bàn tham gia cấp nước cho từng khu vực, cung cấp thiết bị trữ nước cho người dân. Sở Y tế các địa phương chủ động cung ứng đủ thuốc, hóa chất khử trùng để đảm bảo nguồn nước sạch, không để người dân mắc dịch do sử dụng nước ô nhiễm.